Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm mới. Đó là chiếc đệm hơi Lalita AT2018. Thời gian qua được rất nhiều các bệnh nhân tin dùng. Thì đây là hình ảnh của sản phẩm. Đây là hình ảnh bao bì ngoài của sản phẩm, quý vị quan sát kỹ nhé. Và sau đây tôi sẽ xin phép mở chiếc hộp ra để quý vị quan sát phần bên trong. Đây là phiếu bảo hành. Và đây là hướng dẫn sử dụng máy. Đây là động cơ máy. Động cơ của chúng ta thì rất nhỏ gọn, được thiết kế hai móc đằng sau để chúng ta có thể móc vào thành giường treo khi cần thiết. Đây là dây nguồn để chúng ta dùng nguồn điện 220. Đây là công tắc bật tắt nguồn on off và các nút điều chỉnh. Chúng ta với chế độ ban ngày khi sử dụng cho bệnh nhân thì có thể sử dụng ở mức 3,5, và chế độ ban đêm thì chúng ta sử dụng ở mức 2 hoặc 2,5 để cho khí luân chuyển một cách nhẹ nhàng. Khi mới bơm thì chúng ta có thể vặn căng lên mức 5 để cho hơi trong đệm được tăng cao một cách nhanh nhất, và sau khi bơm căng thì chúng ta sẽ giảm về mức thông thường là mức 3 hoặc mức 3,5. Đây là đập phần động cơ. Đây là phần đệm. Đệm của chúng ta được làm từ chất liệu nhựa PVC nên là rất bền. Đây là phần đệm của chúng ta. Đệm thì phù hợp với tất cả các giường có kích cỡ tiêu chuẩn. Dài khoảng 1m8, rộng khoảng 90 phân. Vì đệm đã được làm theo tiêu chuẩn của nhà máy nên là tôi xin phép là không bơm hơi, vì khi chúng ta bơm hơi là đồng nghĩa với việc chúng ta đã sử dụng. Đây để thấy quý vị thấy chất liệu. Việc sử dụng cái này cũng rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ nối hai ống dẫn hơi vào chiếc đệm này tại hai lỗ trên đệm. Sau đó chúng ta nối vào máy. Đúng không ạ? Chúng ta đặt đệm, trước khi chúng ta sử dụng thì chúng ta trải đệm ra, chúng ta nối vào. Nối hai đầu dây này vào đệm và nối hai đầu dây này vào máy. Sau đó chúng ta bật công tắc và điều chỉnh về mức 5 để cho căng hơi. Sau đó chúng ta căng rồi thì chúng ta sẽ điều chỉnh về mức 3. Đệm của chúng ta hoạt động trên nguyên lý là cứ một búi căng và một búi xẹp giúp cho luân chuyển khí, giảm tình trạng là bệnh nhân nằm lâu vì dẫn đến hiện tượng loét ép do máu ngoại vi được tuần hoàn đều. Thì đây là chiếc đệm Lalita AT2018. Thời gian qua được rất nhiều các bệnh nhân tin yêu và chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay. Quý vị có quan tâm về sản phẩm hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại hoặc trang web, và không quên đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm tiếp theo. Xin được trân trọng cảm ơn.